Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chúc thầy khỏe mạnh ạ. Thưa thầy, cho con xin trình pháp ạ. Thưa thầy, khi con đang ngồi thiền, chân bị đau. Cái chân nó cứ nhúc nhích hoài khiến cho cái việc thiền định của con, cái buổi thiền nó không trọn vẹn. Con nhận thức được rằng đau là thân và cái đau đó gây nên một cái cảm thọ không dễ chịu. Rồi thì nếu mà con dính mắc vào cái cảm thọ không dễ chịu và cái đau đấy thì con sẽ nổi sân lên, vì ý con muốn là con được ngồi yên, chân con không đau nên con cứ nhúc nhích tìm chỗ để con không đau nhất. Thế và nếu con dính mắc vào đấy thì đó là pháp và buổi thiền của con không trọn vẹn. Nhưng mà con đã được thầy khai thị rằng là phải ý thức được rằng cái phiền não khổ đấy là do cái gì gây ra để có thái độ cho nó phù hợp. Vì thế cho nên con nhận thức được rằng cái đau này là cái khổ tự nhiên. Và với cái khổ tự nhiên như thế này thì căn nguyên của nó chính là do cái thân vô thường và đang già bệnh nên là nó đau. Và khi đấy thì con không bị dính mắc vào nó nữa, bởi vì rằng con không nổi sân lên nữa, con đã chấp nhận được cái nỗi đau đấy. Và trong buổi thiền của con thì dù chân con có nhúc nhích khi bị đau, nhưng mà vì con không sân, tâm con phẳng lặng và con không bị dính mắc, cho nên con nghĩ là buổi thiền của con vẫn được trọn vẹn. Thế có một cái khổ khác là cái khổ tâm lý. Ví dụ như là con bị mất người thân thì cảm thọ này khổ não lắm. Và con biết được rằng cái khổ này là cái khổ ảo, bởi vì nó do tâm tham ái mà nên. Thế nhưng mà khi con ý thức được rằng là khổ ảo thì con nghĩ rằng cũng không đến nỗi vô minh. Thế nhưng cái tâm tham ái thì nó lại không đoạn giảm được, hoặc là nó đoạn giảm rất ít. Thế thì con cũng cứ quan sát nó để xem, cứ mỗi lần nó khởi lên thì con lại biết được rằng đó là khổ ảo. Và con chỉ có mỗi cách là con chờ thời gian để cho nó đoạn giảm cái khổ đấy, phải không ạ? Thế còn một cái khổ nữa, mà cái khổ này thì con không hiểu nên con xin thầy khai thị cho con. Đấy là cái khổ mà là cái khổ quả của cái quả dị thục ạ. Thì con không hiểu vì sao mà khi vô tác mà lại vẫn tạo nên quả. Thế nếu mà có cái quả này xuất hiện thì nên có thái độ như thế nào cho phù hợp ạ? Con xin thầy khai thị cho con. Con cảm ơn thầy ạ. Tức là cái khổ tự nhiên thì biết rồi. Cái khổ tâm lý thì cũng biết rồi. Khổ ảo tâm lý thì cũng biết rồi. Còn cái khổ quả. Cái khổ quả này đó là phải hiểu cho đúng. Chứ phần lớn là mình hiểu một chiều. Cái chữ quả nó có hai nghĩa. Thì quả này ấy, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất ấy, quả tức là nó là cái hậu quả của một cái nhân. Cái hậu quả của một cái nhân thì mình gọi là quả. Thì cái quả này đó là phải có nhân mới có quả. Còn cái quả thứ hai ấy, là cái có sẵn, chẳng phải là do mình tạo ra. Cái có sẵn rồi chứ không phải do mình tạo ra. Thì đại khái là thế này. Thường thường là mình cứ nói là mình gặp cái này là bởi vì do cái quả quá khứ, cái nhân quá khứ cho nên bây giờ cái quả mình phải chịu như thế này. Có người thì nói là thôi mình cứ ráng mà trả quả. Hoặc là mình cố tìm cách nào đó để mà mình để cho cái quả nó đừng có đến. Thì cái cách đó là cái cách đó mình tránh né tránh cái quả. Còn cái quả là cái thế này. Cái quả là cái có sẵn. Ví dụ như mình nói là đắc đạo đắc quả. Trên thực tế là đạo với quả là có sẵn. Chứ không phải đạo quả là cái mình tạo ra. Đạo quả là cái có sẵn. Cũng giống như bây giờ mình có cái kho báu, giả sử như vậy đây. Có cái kho báu, nhưng bây giờ mình đi tìm kho báu.
thì mình đi tìm kho báu, thì lúc đó mình mới thấy ra được cái kho báu. Thì cái kho báu nó có sẵn chứ không phải là do mình đi tìm mà có. Dù mình tìm hay không tìm thì cái kho báu nó vẫn ở đó. Đó, chỉ có là mình thấy hay không thấy thôi. Cho nên đó, thực ra là nói là cái vị đó đắc quả, không có nghĩa là cái quả đó do vị đó tạo ra, mà là vị đó thấy ra được, chứng ngộ ra được nó. Chứng ngộ tức là bắt gặp mà thấy ra. Chứng ngộ có nghĩa là bắt gặp mà thấy ra. Thì bây giờ mình đừng có nói là cái đó là quả quá khứ hay là gì cả. Cái nhân quả mình có thể thấy được ngay á thì được. Thí dụ như mình nổi sân lên cái thì người mình là cảm giác khó chịu. Thí dụ như là tim tim đập mạnh hay là khó thở. Như vậy là khởi sân lên cái là cái quả liền. Thì nhân quả đó là mình thấy nè. Còn bây giờ không biết tại sao mà mình lại là bị người ta, tự nhiên mình đi cái đường tự nhiên người ta mắng chửi. Thì mới, là mình mới nói chắc kiếp trước mình mắng chửi người ta cho nên bây giờ gặp mình mắng chửi thôi, thôi mình ráng nhận lại. Nhưng mà như vậy không phải là mình học. Mình cứ xem như cái chuyện đó nó là như vậy. Nó là như vậy thôi, chứ không biết là quả hay không quả. Cũng lẽ mình nói rằng là tại sao mình đi học, không biết cái nghiệp gì mà mình đi học mà phải làm toán khó quá, rồi phải làm văn khó quá, phải làm cái này khó quá. Cái đâu phải cái nghiệp gì mà mình phải làm toán, đâu cái nghiệp gì trong quá khứ mà bây giờ mình phải làm văn. Mà cái đó là nó có sẵn, tức là mình học lớp 1 thì phải học bài đó, bài đó, bài đó. Vậy thôi, cho nên cái đó là cái có sẵn. Vậy thì bây giờ mình cứ xem đó là cái đang có sẵn. Vậy về bây giờ mình ứng xử với cái mình nhận thức cái có sẵn đó như thế nào thôi. Thì khi mà mình nhận thức cái mình ứng xử với nó như thế nào đó thì cái đó mới là nghiệp nè. Đó. Thầy lấy ví dụ lại là như hồi nãy nói là bây giờ mình đi ra ngoài đường cái tự nhiên có người chỉ mặt mình chửi. Thì mình đừng có, không cần phải giải thích là không biết kiếp trước mình làm cái gì mà bây giờ họ lại chửi mình. Không cần nói như vậy. Mà quan trọng là bây giờ họ đang chửi mình á, thì mình, cái tâm của mình lúc đó như thế nào? Lúc đó là mình đang chánh niệm tỉnh giác, hay là lúc đó mình đang nội sân, hay là lúc đó mình đang như thế nào đó? Thì cái đó mới chính là cái nghiệp. Đó, lúc đó mình khởi lên tâm thiện, lúc đó mình khởi lên tâm ác, lúc đó mình từ bi, mình nhẫn nại, hay là lúc đó mình là muốn đánh nhau hay là cái gì đó đó. Thì tất cả những cái đó là cái mà quan trọng để mình thấy ra được cái nhân quả. Còn cái chuyện mà mình đứng ngồi giải thích tại sao mà người đó chửi mình, đứng giải thích chuyện đó, biết đâu đó là một bài học mà Pháp đưa đến để xem thử mình học đó như thế nào. Cũng như mình đi học thì bây giờ trường ra bài toán, trường ra bài văn đó thì để xem tụi mình có học được cái bài học đó không. Cho nên á, mình có thể mình hiểu một cách khác là tất cả những cái mà đến với mình trong cuộc đời đều là sự vận hành của Pháp để giúp mình, để xem mình là mình sẽ phản ứng như thế nào, mình sẽ nhận thức và hành vi như thế nào trước cái sự kiện đó. Nên có một cái người Phật tử ở ngoài Quảng Bình ấy, nói rằng là con nghe Pháp của Thầy mà con khi con nghe được cái câu này rồi á, là bây giờ con chỉ có chừng đó để con hành thôi. Thế là bất kỳ điều gì trên cuộc đời đến với mình đều chỉ để xem thử mình phản ứng như thế nào thôi. Đó. Bây giờ cái người đó là gặp bất kỳ chuyện gì mà đúng là chỉ cần một câu thôi là người ta đủ tu rồi, không cần biết mấy chuyện khác. Cứ bây giờ hãy bất kỳ chuyện gì xảy đến với mình thì cứ để xem tự mình lúc đó mình phản ứng thế nào thôi. Đó. Mà nếu mỗi người mà có một cái duyên mà gặp một cái câu mà từ đó lại là tu đúng đó, thì nó sẽ mở ra hết tất cả.
Thế mà đã mở được một cánh cửa thì nó sẽ mở ra được hết. Đó. À, cho nên nhân Đức Phật đó là có người là Đức Phật nói thế này thì là ngộ. Đức Phật nói người khác thì Đức Phật nói kiểu khác là ngộ. Tại vì nó đúng với cái duyên của cái người đó. Vì vậy cho nên đó, là mình đừng có nói cái nghiệp quá khứ tương lai, mà là mình phải xem cái phản ứng của mình như thế nào trong hiện tại đó. Cái đó mới là cái nghiệp mình cần phải học để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho nên cái quả ở đây đó, cái quả ở đây thì đương nhiên nhật quả là nó thuộc về nhân quả rồi. Nhưng mà cái có hai cái quả, một cái là cái nhân quả và một cái đã có sẵn. Thì cái có sẵn hay là cái nó đến là như vậy, tức là pháp đến là như vậy. Thì bây giờ mình chỉ cần một cái chuyện là hệ mình gặp bất kỳ cái tình huống nào, bất kỳ cái hoàn cảnh nào đến với mình trong cuộc sống, thì mình luôn là xem thử mình phản ứng thế nào thôi. Rồi. Cái đó mình mới thực sự học được cái bài học về nhân quả. Trước khi con có một câu hỏi thì con cũng rất là cảm ơn thầy đã cho chúng con một khóa xuất gia gieo duyên để cho chúng con có được cái cơ hội trải nghiệm và được trao đổi những cái câu hỏi với thầy. Và con cũng xin cảm ơn đến các tăng ni cùng với các thiện nguyện viên đã cho chúng con những bữa cơm, những giấc ngủ rất là trọn vẹn. Và trước khi cũng đến một câu hỏi thì con có một cái đoạn thơ. Con xin đọc ạ. Về cái buổi hành thiền. Mỗi sớm mai thức dậy, con được đi thiền hành, từng bước chân xúc chạm cung đường đá quanh quanh. Con quay về chánh niệm, biết rõ thân tâm mình, từng giây từng phút một, thực tại chính là đây. Xa thôi, xa thôi. Hay lắm. Đơn giản vậy thôi. Chắc là đuổi con đi thiền hành cần. Và con có, trước khi con đến cái khóa xuất gia gieo duyên này, thì con có rất là nhiều những cái băn khoăn. Nhưng mà khi mà con có một cái buổi hành thiền thì con nghĩ có lẽ những cái băn khoăn này cũng không biết được là con đã giải tỏa được chưa. Nhưng mà con vẫn xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Thì thực tế là con chưa biết làm sao để cho trọn vẹn rõ biết thấy ra mình. Vì vậy con thường xuyên hay cầu cái chư thiên gia hộ cho con được bớt được sự dính mắc. Thực tế thì con rất hay là dính mắc ạ. Dính mắc với lại con với cháu. Và cũng có những lúc mà hay sân lên á. Sân lên mà mình cũng, trước đây thì con biết được là khi con sân lên á thì con sân lên thì con không kiểm soát được mình. Nhưng mà từ khi ngay nghe pháp được của thầy thì con cũng đã giảm rất là nhiều về những lúc mình sân, sau đó mình nhận lại là mình đang sân. Rồi có những lúc mình cáu lên một cái gì đó hoặc là mình không bằng lòng một cái gì đó, con cũng biết được về những cái bài pháp của sư ông, dạ, của thầy. Thì bây giờ những cái đó thì con xin thầy chỉ khai thị cho con thêm về những cái như thế nào để giảm được cái bớt cái sân, bớt những cái tánh, cái nóng ở trong cơ thể, trong người của mình. Dạ. Con xin kính tri ơn thầy ạ. Dạ. Cái giảm bớt á, cái giảm bớt á là do cái độ thấy, do cái độ thấy biết
chứ không phải là do ý chí. Không phải là do ý chí để mình mới là kiểm soát hay là mình đè nén cơn sân, mà là do cái đồ thấy rõ cái cơn sân đó như thế nào. À, thường thường là người ta cơn sân hoặc là cái gì đó thì người ta là muốn đè nén, muốn loại trừ nó. Nhưng mà cái cách đó, đó thì cũng có thể sử dụng, nhất là khi mình đối diện trong đời sống đó. Đôi lúc mình gặp một hoàn cảnh nào đó mà mình cũng phải dằn cơn sân của mình lại, bởi vì nếu mà mình nổi sân lên thì sẽ bất lời chẳng hạn, thì cái đó là trong đời sống thôi. Còn nếu mà nhưng mà đó không phải là giác ngộ, vì mình chỉ dằn lên lúc đó thôi, chứ còn nó vẫn là không có giải quyết được. Còn bây giờ trong cái việc tu tập á, thì mình chỉ có là lặng lẽ soi chiếu cái sân đó, cảm nhận cái sân đó, lắng nghe cái sân đó một cách rõ trọn vẹn. À, thì lúc đó mình sẽ thấy là cái cơn sân nó đang như thế nào. Và mình thấy lúc đầu á, cái sân là nó lại thuộc về tâm, nhưng sau đó mình mà quan sát kỹ thì mình thấy là bắt đầu nó lại biểu hiện trên cái cảm thọ. Ví dụ như là lúc sân thì nó có cái cảm thọ ưu, tức là mình khó chịu, bực bối. Đó. Rồi cái khó chịu bức bối đó thì nó lại là ảnh hưởng lên đến cái thân đó, làm cho mình nó là cái thân của mình lúc đó nó sẽ là run lên, hoặc là thân lúc đó mình co rút lại hay sao đó chẳng hạn, thì nó là cả một cái chuỗi diễn biến. Cho nên đó, mình từ khi mình thấy cái tâm, rồi là mình thấy qua thọ, rồi mình lại thấy qua thân, có khi mình lại từ thấy cái thân thì lại thấy qua thọ, lấy thấy qua tâm, đó chẳng hạn như vậy. Cho nên bây giờ mình cứ quan sát để mình thấy rõ cái tương tác giữa thân thọ tâm pháp như thế nào. Đó mới là bài học của mình, chứ không phải là mình cố diệt sân. Giả sử như bây giờ một người sinh ra mà họ không biết sân là gì cả, thì họ không thể nào làm một đạo sư được. Họ không thể nào mà giúp cho ai được. Bởi vì ai hỏi nó con sân, tao đâu biết sân là cái gì đâu. Ủa sân là cái gì vậy? Tất cả đời tao đâu có biết sân là cái gì đâu. Vậy thì làm sao mà hướng dẫn người ta? Sợ gì mà mình rõ biết cái sân nó tác hại như thế nào, nó sinh ra như thế nào, nó tác động như thế nào, rồi nó diệt như thế nào. Nó nguyên nhân gì, rồi hậu quả ra sao. Thì mình mới thấy rõ, rồi khi đó mình mới nói được với người khác chứ. Cho nên có người hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, ngài chỉ biết cái đúng cái thiện thôi, chứ ngài đâu có biết cái ác cái sai đâu. Chớ có nói vậy, không có cái thiện, không có cái xấu cái ác nào mà ta không biết. Tức là ngài đã từng trải qua cái điều đó, và ngài thấu hiểu được cái sân là như thế nào, cái khổ là như thế nào. Thì lúc đó ngài mới biết, nhìn người ta là ngài biết là cái người đó đang khổ như thế nào, người đó đang sân như thế nào. Đó. Cho nên ở đây là mình chỉ học, chứ cũng cần phải là cầu để mình đừng có thế này đừng thế kia, hoặc là mình cũng không cần phải dẹp bỏ cái điều này hay là được thêm được điều kia, như lại thầy nói đó, không thêm không bớt, mà chỉ thấy nó đúng như nó là, bởi vì đó là bài học. Cũng như bây giờ mình tới cái giờ mình học ông thầy dạy toán, tới ông dạy toán cái mình thấy là toán khó quá thôi, không học lớp môn toán. Mà là bây giờ tới môn văn thì mình học môn văn, tới môn toán thì mình học môn toán. Cũng như là khi sân thì mình học bài học sân, khi tham thì mình học bài học tham. Đó. Khi thành công thì mình học bài học thành công, khi thất bại thì mình học bài học thất bại. Tức là mình trải nghiệm để mình học ra hết tất cả mọi thứ. Thì lúc đó mình giác ngộ, mình mới biết đâu là tập đế, khổ đế, đâu là đạo đế, diệt đế chứ. Chứ nếu không thì làm sao mà biết được. À, cái điều này cực kỳ quan trọng, phải nắm vững cái nguyên lý này thì lúc đó tu hành nó mới là giác ngộ giải thoát được. Còn nếu mà mình cứ mà cố làm sao để mình được như thế này, mình được như thế kia thì không nên, vì như vậy nó không giải quyết được gì cả, nó chỉ là trốn qua trốn lại vậy thôi chứ không có giải quyết được. Còn mình muốn vậy thực sự đó,
là phải thấu hiểu nó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy, con cảm ơn thầy vì đã hướng dẫn phần học con và các bạn. Bản thân con đang học về chính mình, đang học ra chính mình, và con xin phép thầy hướng dẫn cho con thêm một phần là học thêm. Tại vì có một cái từ vựng là trước nay con được nghe, được đọc và cũng được nghe giảng là về vô thường, là con được nghe rất nhiều nhưng con hiểu một phần. Thì con cũng tự tìm hiểu thấy là có đối ngược, hoặc là đối ngược với vô thường là chân thường. Thì con đã tìm hiểu nhưng mà cũng chưa có rõ lắm, thông qua một cái tích là có một sư xưa là thấy một tăng là tu theo pháp vô thường. Sư mới bảo pháp này chưa phải là pháp tối thượng, mà cái pháp tối thượng mà sau đó sư đó, tăng đó quyết định theo sư đó là tu theo pháp là quán chân thường. Dạ, xin phép thầy hướng dẫn thêm hoặc chia sẻ, khai thị thêm cho con. Cái vô thường hay là chân thường không phải là vấn đề quan trọng. Vô thường hay là chân thường không phải là vấn đề quan trọng. Không phải là mình cố thấy vô thường hay là cố thấy chân thường. Mà vấn đề là thế này. Tùy theo mỗi người. Tùy theo mỗi người thôi. Chính là cái người mà muốn thường á. Cái người mà muốn thường là sao? Mình muốn mình cứ mạnh khỏe hoài à? Mình muốn mình cứ trẻ hoài à? Mình muốn mình là lúc nào cũng là tốt đẹp hoài à? Lúc nào mình cũng hạnh phúc hoài à? Thì cái đó, đó là những người muốn thường. Mà khi những người muốn thường như vậy thì họ sẽ rất là đau khổ. Bởi vì khi mà có cái vô thường mà xảy ra cái là họ sẽ rất đau khổ. Thành ra là càng muốn thường thì lại càng là đau khổ. Bởi vì giữa cuộc đời này là luôn biến đổi. Thí dụ như mình thấy mình đang Việt Nam mình đang hòa bình đấy đó. Bây giờ một là mình sợ chiến tranh đó. Hai là nếu chiến tranh đến cái thì mình không thể chịu nổi. Mình thấy rất là khổ bởi vì mình đang hạnh phúc, mình đang yên bình như vậy. Bây giờ chiến tranh nó tới, thành mình không sẵn sàng để đối diện với những cái mà biến đổi trong cuộc sống. Mà tất cả mọi hiện tượng trong cuộc sống đều là luôn biến đổi. Do đó, mục đích thấy được bản chất vô thường là để mình đừng dính mắc. Đơn giản là vậy thôi. Nếu như một người thấy thường, rồi dính mắc vào cái thường đó, đó thì cũng như không. À, nếu mà giả sử như một người mà thấy được cái chân thường xong rồi là dính mắc cái chân thường, cho đó là ta của ta, tự ngã của ta, thì cũng hỏng hết rồi. À, cho nên vấn đề không phải là thấy thường hay chân thường, mà ở đây đó là không bị cực đoan. Tức là nếu mình ham thường thì phải thấy ra vô thường. Chúng tôi là muốn thường là mới là khổ. Cái thứ hai đó là nếu mà cái người mà lại là chấp vào vô thường thì cũng sai. Nếu chấp vào vô thường thì gọi là đoạn kiến, chấp vào thường thì gọi là thường kiến. Thế nó vẫn là cả hai bên đều là sai. Thì vấn đề ở đây không phải là để mà chấp vào thường hay là vô thường, mà là cái người mà tâm mà cứ muốn thường, muốn được thường á, thì nên thấy vô thường để cho đừng có ảo tưởng về cái mà mình muốn cái gì cũng thường. Hơn nữa, thường là một sai lầm. Bởi vì như thế nào? Bởi vì ví dụ như là cái hạt lúa, nếu một cái hạt lúa mà nó cứ thường hoài rồi vậy á thì không bao giờ người ta có thể là làm ruộng được cả. Bởi vì cái hạt lúa mà nó phải vô thường thì khi đó mình mới là gieo hạt, nó mới ra lúa ra gạo. Chứ còn nếu mà cái hạt lúa mà nó cứ thường hoài đó thì chỉ có chết rồi. chỉ có chết rồi. Nên đó, thật ra vô thường là tốt đẹp chứ không phải vô thường là xấu. Mình sinh ra một đứa con,
sinh ra cái bác cô nằm một cục hoài vậy thôi, cho nó không có lớn lên, không có nó cứ nằm hoài vậy cho nó không có lớn lên, không có thay đổi gì cả. Thầy nó thường như vậy là tốt hay sao? Thầy không phải. Mà chính cái vô thường là điều tuyệt vời. Vô thường cho nên mình mới có thể là trồng một cái cây rồi nó mới ra hoa ra trái, đó mới là vô thường. Nếu như bây giờ có một câu chuyện thế này, có ông vua đó, ông mới nói, ông đi với một vị đại thần đi tham quan đất nước, thì ông thấy cái cảnh quê, cái cảnh là đất nước nó rất là tốt, rất đẹp. Ông mới nói là ước gì mà trọng sống mãi để hưởng cái vẻ đẹp của trời đất như thế này. Thì ông đại thần ông mới nói là bệ hạ chớ có nói như vậy. Nói sao lại không nói? Cảnh đẹp như thế này mà ông cho ta sống mãi để hưởng sao? Nói là nếu như mà tiên đế đó, tức là vua cha của bệ hạ đó, nếu mà vua cha của bệ hạ mà cứ sống mãi đó, thì bệ hạ làm sao mà lên làm vua? Phải không? Nếu mà muốn thường thì vua cha mà muốn thường rồi thì bao giờ mà bệ hạ mà lên làm vua được. Cho nên là phải, mình phải có sống rồi phải chết. Cho nên mình, cái người mà xem cái sống cái chết là bình thường thì tốt hơn. Cho mình cứ muốn sống hoài thường thì nó là sai lầm. Cho nên muốn sống hoài thường nó trở thành là thường kiếp. Nhưng mà chủ trương là cái gì cũng là mất hết, ví dụ nói là chết là hết, thế là cái gì đó cái gì cũng hết đó, thì cũng sai đó. Nên cái vô thường là mình phải hiểu là để mà ngăn cái bị chấp trước vào một cái gì đó, chấp thụ vào một cái gì đó. Còn cái khổ là để mà giúp cảnh tỉnh mình. Tức là nếu một cái người mà cứ tham lam sân hận si mê, cứ giết người, cứ cướp của đủ thứ cả mà không khổ gì hết trơn á, thì thôi là không ai chịu nổi. Cho nên phải mình làm sai rồi nó có khổ, lúc đó mới là cái khổ đó nó mới thức tỉnh mình. Vì vậy cho nên á, cái ai mong cầu thường á thì vô thường là giúp cho cái người đó bớt cái tham chấp. Ai mà cứ muốn là hạnh phúc, muốn an lạc mãi thì phải thấy cái khổ để cũng đừng có chấp vào cái lạc. Và ai mà cứ là muốn là sợ tri sợ đắc, tích lũy cho thật nhiều đó, thì người đó phải thấy là vô ngã, chẳng có cái gì là ta của ta, từ ngã của ta hết. Cho nên cái vô thường khổ não vô ngã là để giúp cho người ta không có bị chấp trước nữa. Cái mục đích là để cho không phải chấp trước nữa. Chứ không phải là, cũng không thể nói là vô thường hạn, mà cũng không thể nói là thường hạn được. Nhưng mà trong một sự việc, trong bất kỳ một cái hiện tượng nào, thì vẫn luôn luôn là có thường và vô thường. Mà ai chấp thường á, thì gọi là thường kiến. Mà ai chấp vô thường thì gọi là đoàn kiết. Đó. Chứ còn bất kỳ một cái gì thì cũng đều có thường và vô thường. Thí dụ như thế này, bây giờ mình khi còn nhỏ và bây giờ lớn lên, thí dụ như thầy lúc mới sinh ra cho bây giờ là 81 tuổi, thì không lẽ là mình 81 người, không lẽ là 81 người khác nhau, mà cũng là một người thôi chứ. Hay là bây giờ mình trồng một cái ổi, sáng ra cái nó ra thành cái xoài. Mình mới thấy cái xoài cái đó, mình đi vô cái đi ra nó thành cái mướp. Không có thể vô thường như vậy được. Nó vô thường nó cũng có cái thường của cái vô thường. Đó. Cho nên trong vô thường là vẫn có cái thường. Bất kỳ cái gì cũng vậy. Như thì mình thấy là nước, nó có thể bốc hơi, nó có thể thành sương, thành khói, thành mây, đủ thứ. Nhưng mà nó bản chất của nó vẫn là nước.
Cho nên vẫn có một cái tính thường ở trong cái vô thường. Cho nên mình nói ra như thế này thì đúng hơn. Mình đừng chấp một phía mà thấy cả vô thường, cả thường. Chứ không phải là chỉ chấp thường không thôi thì thành nó thường kiến, mà chấp vô thường thì thành nó đoạn kiến. Thế nên mình phải thấy cả hai mặt. Chứ không phải là mình dẹp bỏ cái vô thường để mà chỉ thấy cái thường. Cái mà mình thường tinh tấn chánh niệm định giác để mà thấy rõ thân thọ tâm pháp đó, chính là để thấy được cái gì là thường, cái gì là vô thường. Mình thấy cả hai mặt của cái của đời sống. Kính bạch sư ông, lời đầu tiên cũng như tất cả các huynh tỷ khác, con kính chúc cho sư ông cùng tất cả các tăng ni và tình nguyện viên trong biểu long tự của mình mọi sự an lạc. Hôm nay con xin thỉnh hỏi sư ông về sự mong cầu của việc cúng dường và làm phước bố thí. Con xét thấy rằng trong tất cả những lần mà con đã cúng dường cũng như làm phước bố thí thì tâm vô danh vô lợi của con thì hầu hết là không có. Chủ yếu là có chủ đích, đó là con mong cầu có được nhiều phúc đức để con có thể hồi hướng cho người thân, cho gia đình, và con hồi hướng cho chính bản thân con cho có được một cuộc sống hanh thông trong tương lai. Nhưng mà sư ông có dạy chúng con rằng chúng ta nên phải chánh giác, phải nên sống trọn vẹn với từng phút giây trong hiện tại. Như vậy thì cái tâm mong cầu này của con đã hiểu đúng chưa ạ? Xin sư ông chỉ bảo cho con ạ. Thực ra đó, nó có hai cái lĩnh vực khác nhau. Nếu mà là lĩnh vực trong đời sống thì người ta thường hay có mong cầu. Trong lĩnh vực đời sống thì đương nhiên là ai cũng mong cầu. Mong cầu mạnh khỏe, mong cầu hạnh phúc, mong cầu tu sao cho kết quả, mong cầu có phước báo nhiều, mong cầu đủ thứ. Nhưng mà cái đó thì nó có hai mặt. Có thể có những mong cầu thiền thì được. Tức là trong thế gian thì nếu là mình mong cầu điều gì thiền thì được thì tốt. Chứ không sao. Miễn là mình đừng có mong cầu điều gì bất thiện là được. Mong cầu người đó chết đi cho rồi. Thí dụ vậy. Thì mong cầu đó là mong cầu bất thiện. Hay là ví dụ như là mình có hai người là lẽ ra là chia nhau một cái gia tài chẳng hạn. Nhưng mà mong cầu đó là cái gia tài nó về phần mình thôi. Thì như vậy là, thì cái đó là không được. Chứ còn nếu là cái mong cầu mà mong cầu tốt nhất là cái mong cầu mà có tính chất là vị tha. Thí dụ như là mình mong cầu cho người khác được an vui, mình mong cầu cho cái sự tốt đẹp gì đó. Thì mặc dù cái đó nó không phải là giác ngộ giải thoát, nhưng mà cái đó thì nó là thiền trong đời sống. Thì được, thiền là cũng được. Khi mình chưa giác ngộ giải thoát thì thiền là tốt. Ví dụ như mình làm cái việc của bố thí thì nó có hai cái phương diện khác nhau. Một người làm việc bố thí là để có phước. Thì cái người mà làm việc bố thí mà có để có phước thì vẫn là có phước. Nhưng mà rồi thì nó vẫn kẹt ở trong đời sống, là bởi vì nó sẽ bị chấp vô cái phước đó. Còn nếu như một cái người thứ hai đó thì họ cũng bố thí, nhưng mà họ bố thí với tâm xả ly. Cái người trí đó, người giác ngộ đó, thì người ta bố thí với tâm xả ly là một, và cái tâm vị tha là hai. Tức là mình tâm cái tâm vị tha đó để giúp mình bớt đi cái ích kỷ, bớt cái vị kỷ. Còn cái tâm xả ly đó là mình bớt đi cái dính mắc. Thí dụ như bây giờ mình có một số tiền, mà mình thấy có một cái người họ nghèo khó, hay là họ đang gặp cái khó khăn, cái mình sẵn sàng chia sẻ với họ, thì cái đó là tâm vị tha. Nhưng mà đồng thời nó cũng cái mặt khác á, thì nhờ cái tâm vị tha đó mà mình lại bớt đi cái mà chấp thụ cái số tiền đó. Cho nên nó có hai cái chiều mà ở trong phương diện giác ngộ giải thoát á,
thì cái bố thí nó có hai cái chiều. Một là đối với mình là xả ly, mà đối với người khác là mở ra cái tâm vị tha. Đó. Thành ra cái đó nó có cái ý nghĩa là xả cái vị tha. Còn nếu mình mong cầu mà mong cầu tốt thì được. Mình làm phước lành mà mình mong cầu tốt thì cũng được, chứ không phải là sai. Miễn là đừng mong cầu xấu là thôi. Dạ, con lời đầu tiên con xin rất là biết ơn sư ông. Con cũng xin chia sẻ cái câu chuyện của con là cái đợt Covid ấy, là con bị những cái họa rất là lớn về gọi là tiền tài, sự nghiệp, gia đình và cả sức khỏe. Tức là con bị nằm ở cái khu thu dung ở Sài Gòn này đúng cái đợt dịch đấy, và cũng gần như ở cái ngưỡng cửa tử ấy. Thì sau cái đợt đấy là con lâm vào cái khủng hoảng, gần như nó rơi vào trầm cảm. Và từ đó con có cơ may là trong cái họa đấy lại có cái phúc là con cũng được tiếp xúc với cả những cái bài giảng của Đạo Phật. Đầu tiên là của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, và sau đó là nhờ cái duyên lành nên là con được nghe những cái bài giảng của sư ông. Và từ khi mà nghe những cái bài giảng của sư ông, mặc dù tôi còn chỉ nghe trên TikTok và YouTube, nhưng mà con thấy tức là con thực hành theo những cái sư ông hướng dẫn đấy, và con đã dần dần nhận ra chính mình cũng như là nhận ra các pháp. Và từ đó mà con tâm đắc nhất cái câu của sư ông là tất cả mọi thứ nó đến đều chỉ là để thử cái tâm của mình, để mình thấy cái tâm của mình. Và con đã từ đấy đến giờ thì con thực hành ở ngay trong cái cuộc sống thường ngày, và bây giờ con tâm của con nó rất là an định. Con cũng rất là biết ơn sư ông và những cái người đã chia sẻ các cái pháp đấy ở trên các cái trang thông tin mà bây giờ cập nhật mới. Và con thấy là những cái truyền thông mới bây giờ nó hỗ trợ rất nhiều cho những cái tu tập mà hầu như các thiền sinh ở đây hay là bọn con đều được nghe ở trên đấy. Và con cũng xin sư ông một cái câu hỏi ấy, là tức là bây giờ thì con chủ yếu là con nghe pháp của sư ông và cái những cái kinh điển ấy, thì con gần như là con cũng chưa đọc một cái cuốn kinh nào, và đầu giờ con cũng tham khảo thêm thì con thấy là theo con nghĩ như thế này không biết là có đúng không, tức là bây giờ mình chỉ cần tức là luôn trọn vẹn rõ biết và tu ở trên cái tâm của mình, và những cái kinh điển đấy thì thực sự ra khi mà mình đã có cái kia rồi thì mình cũng không cần phải gọi là tham đọc quá nhiều, hoặc là miên mật hoặc là thiền ngồi các thứ thực tập quá nhiều. Thì sư ông khai thị cho con là con đã ngộ ra như thế là có đúng không ạ? Rất là đúng. Bởi vì giống như khi mình đã biết đường rồi ấy, thì mình chỉ có việc là đi thôi, chẳng cần phải là tìm bản đồ để làm gì nữa. Mà cái bản đồ đó, cái bản đồ của Đạo Phật á, thì rất là rắc rối. Tại sao rắc rối biết không? Tại vì Đức Phật chỉ cho mỗi người mỗi khác. Thí dụ như bây giờ, đây là cái chùa Bụ Long. Thế người ở bên Đồng Nai á, người ở bên Đồng Nai á, thì Đức Phật ngài nói là đi về hướng Tây. Nhưng mà người mà ở trên Sài Gòn á thì nói là đi về hướng Đông. Đó, cái người mà ở bên phía Nam này á thì nói là đi về hướng Bắc. Người ở bên hướng Bắc á thì nói đi về hướng Nam. Cho nên là chỉ có loạn thôi. Cái quan trọng là mình nhận ra mình đang ở đâu. Quan trọng là mình nhận ra mình đang ở đâu. Chứ không thể nào là mình đang ở hướng Đông mà lại đi học cái bài của cái người ở hướng Bắc. Không thể nào mình ở hướng Tây là mình đi học cái bài của người hướng Đông. Mà tất cả các cái bài kinh là đều Đức Phật nói cho từng người khác nhau. Thì mục đích vẫn đi đến chỗ là chùa Bụ Long này. Tuy nhiên là chỉ cho mỗi người mỗi khác. Bây giờ mình là đi học hết tất cả những cái chỉ mỗi người mỗi khác đó để làm gì? Mà cái mục đích của Đức Phật là dù cho Ngài nói hết cả hàng ngàn hàng vạn bài kinh,
Thì mục đích vẫn là chỉ để giúp cho mọi người từ thấy ra chính mình. Đó. Thấy ra đâu là tập đế khổ đế, đâu là đạo đế dược đế. Điều gì đưa đến phiền não khổ đau, điều gì không đưa đến phiền não khổ đau. Đơn giản là vậy thôi. Nếu mình sống đúng tốt, tức là bát chánh đạo, thì không có đưa đến phiền não khổ đau. Nếu mình sống sai xấu, thì mình sẽ chuốc lấy phiền não khổ đau. Đơn giản có chừng đó thôi. Cho nên á, thật ra nó có hai con đường để mà học đạo. Một con đường là học qua kinh điển. Bởi vì nếu mình không thấy gì cả thì thôi mình cứ mày mò trong kinh điển để coi, rồi cuối cùng mà nhưng mà phải định vị được là mình đang ở hướng Tây hay hướng Đông. Chứ còn mà nếu không á thì mình đang ở hướng Tây mà mình lại đi về hướng Tây nữa thì coi như càng ngày càng xa. Đó. À, vì vậy cho nên á là chỉ những người chưa thấy thì họ mới phải cần tới kinh luận. Còn người đã thấy đường rồi thì người đó chỉ việc đi mà thôi. Vậy thì thực ra là không cần phải học thêm bất kỳ điều gì nữa cả. Mà chỉ cần mình, nếu mình đã thấy được nguyên lý, cho nên tại sao mà thầy phải nỗ lực dạng để sao để cho thấy được nguyên lý. Chứ bây giờ thầy nói là ngồi như thế này, ngồi như thế kia, à, rồi để thế này thế nọ để ghi đấy. Thì nếu mà nói như vậy thôi thì mình cứ làm theo chứ mình không biết là nguyên lý gì. Cho nên thầy không dạy theo cách đó, mà dạy theo cách là dù cho là phải nói cả mấy chục năm nay thì vẫn là chỉ làm sao để thấy, để mọi người từ thấy ra nguyên lý để mà từ mình giác ngộ lấy mình thôi. Mà mỗi người là đi con đường của chính mình. Người đi hướng Đông, người hướng Đông thì phải đi theo cái đường của mình, người đi hướng Tây thì phải đi theo con đường của mình. Không thể bất chước ai được cả. Cho nên Đức Phật Ngài nói là mình là nơi nương nhờ của chính mình, không nương nhờ bất kỳ ai khác. Trở về với là cái chân thiền mỹ ở nơi chính mình đó, thì đó là nơi nương nhờ là hy hữu. Đó. Vì vậy cho nên đến khi mà mình nghe Phật nói hay nghe bất kỳ ai nói mà mình nhận ra được cái nguyên lý giác ngộ giải thoát thì lúc đó mình chỉ cần là sống với cái nguyên lý đó thôi, chứ không cần phải là thêm bớt gì nữa cả. Thêm bớt bây giờ thông tin cứ lấy kinh mà đọc cho coi, đọc thêm mệt thêm liền á. Càng đọc càng thấy mệt thêm đó. Ủa sao bên này ông giết người mà sao lại ông cũng giác ngộ là sao? Ông kia là ông ăn chơi quá trời mà sao bây giờ lại giác ngộ là sao? Đó. Cho nên không hiểu nổi. Mà chỉ có cái người đó người ta mới hiểu nổi. Cái người đó người ta trải nghiệm trong cái đời sống đó, cho nên Đức Phật Ngài mới là chỉ thẳng cho người đó thấy ra. Chứ đâu phải chỉ với mình. Cho nên thầy mới nói là nếu mà Đức Phật còn đến tại thế đến bây giờ đó thì chắc chắn khi mình đến yết kiến Ngài, Ngài sẽ nói một bài kinh thứ 10 vạn thứ 10 vạn lại một đó, hay là 10 triệu lại một gì đó nữa đó. Phải có một cái điều gì đó nói riêng hoàn toàn cho mình, chẳng phải là còn cái chuyện đó, chuyện bài kinh kia là nói cho A Nan, bài kinh nọ là nói cho Xá Lợi Phất, bài kinh nọ là nói cho Mục Kiền Liên, cũng phải nói cho mình. Nhưng mà tất cả những bài kinh đó thì nó có một nguyên lý thôi. À, cũng như là dù ở hướng Đông, hướng Tây gì đó thì cũng có một con đường duy nhất là đi tới chỗ này. Đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin vạn an sức khỏe sư ông ạ. À, xin sư ông khai thị cho con bài kể là học đạo quỷ vô tâm, làm nghỉ nội không lầm, sáng trống và lặng lẽ, dàn gì mới biến tâm ạ? À, đó là cái bài kể đầu tiên. Ngồi chỗ này. Kể đầu tiên khi mà thầy bắt đầu Hoàng Pháp đó. Thì mới nhận ra được cái điều là thực ra đó là mình nói là mình tu hành, nhưng mà Đức Phật đó, là Ngài lại thấy cái từ mà tu đó, cái từ mà tu tập đó, thì Đức Phật Ngài lại dùng là học. Thí dụ như trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ đó thì Đức Phật Ngài nói là
thở vô dài, vì ấy thở biết thở vô dài, thở ra dài vì ấy biết thở ra dài, thở vô ngắn vì ấy biết thở vô ngắn, thở ra ngắn vì ấy biết thở ra ngắn, vì ấy học như vậy. Thành ra cái chữ học ở đây đó không phải là chỉ có học không thôi, không phải là học kinh điển, học cái gì cũng phải học vậy, mà học pháp á. Thường thường mình hiểu chữ pháp có nghĩa là kinh điển, đa phần định nghĩa pháp là kinh điển, nhưng mà thầy lại thấy rằng là pháp là cái thực chứ không phải là kinh điển. Kinh điển là để chỉ cái thực, còn pháp là cái thực, mà cái thực á, thì chỉ có là mình học cái thực thôi, mình học để thấy ra cái thực đó. Cho nên mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là để mà học ra cái thực đó. Cho nên mình sinh ra đời là để học thôi, giống như mình đi đăng ký đi học vậy đó. Khi mình sinh ra đời là cái nhiệm vụ của mỗi người chính là học ra sự thật, mà sự thật đó không phải ở đâu khác mà là ở nơi chính mình. Thế nhưng mà bởi vì hệ học thì là mình phải là trọn vẹn vào cái mình học, đó chính là cái thực tại, cái chữ pháp đó chính là cái thực tại đang là này. Thì khi mình học cái thực tại đang là thì mình phải là trọn vẹn rõ biết cái thực tại đang là. Mà như vậy đó thì mình mà cái tâm mình mà lúc đó mà cứ muốn cái này muốn cái kia, tìm cái này tìm cái nọ đó, thì mình không thể nào học được. Giống như một cái giả sử một em học sinh đang học bài mà cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia nghĩ chuyện nọ thì không thể nào học trọn vẹn mà học cái bài đó. Cũng như mình không thể nào trọn vẹn mà học cái bài học thực tại đang là. Nếu như mình cứ nghĩ rằng là chà, tôi phải làm sao để mà tu để thành Phật, tôi làm sao tu để được Niết Bàn, tôi làm sao tu để đắc cái này, tôi làm sao đắc cái kia, thì làm sao mà trọn vẹn với cái đang là được. Không thể nào trọn vẹn với cái đang là được. Mà Đức Phật Ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Cái chuyện tuệ quán này cũng chính là học. Học có nghĩa là sáng suốt rõ biết đó. Mà nếu mình không sáng suốt rõ biết cái thực tại đang là đó thì mình sẽ không biết gì cả, bởi vì mình cứ nghĩ là mình sống là bởi vì mình đang cố gắng để đạt được cái gì đó, mình thực hành để đạt được cái gì đó. Cho nên ở đây không phải hành, không phải tu hành để đạt được cái này cái kia, mà là soi sáng để thấy ra sự thật ngay nơi cái thực tại đang là. Như vậy cái chữ mà học đạo quý vô tâm ở đây đó, vô tâm ở đây tức là không mong cầu, không tìm cầu bất kỳ gì khác. Cái tâm mình không có mong cầu bất kỳ cái gì khác thì tâm mới trọn vẹn với thực tại được. Thành nó học đạo đó, học đạo thì phải là không không có một cái khởi lên một cái tâm gì ở bên ngoài, ngoài trừ cái pháp đang là. Thân đang là thế nào, thọ đang là thế nào, tâm đang là thế nào, pháp đang là thế nào thôi. Còn mình khởi lên cái tâm nói rằng là bây giờ tôi cố tu để đạt được cái sẽ là thì là mất cái đang là rồi. Đó. Thế nên cứ mình cứ mong sẽ là muốn phải là mong sẽ là. Khi mà mình thực khi mình cố tu hành á, tức là mình có khởi lên cái tâm muốn tu hành để đạt được cái gì đó đó, thì tức là mình đã đang tưởng là để cho là để muốn phải là mong sẽ là. Mà nếu như vậy thì không thể nào thấy pháp như nó đang là. Mà học ở đây chính là thấy pháp đúng như nó đang là. Mình muốn xem một cái gì đó thì mình phải trọn vẹn quan sát để xem cái việc đó nó diễn ra thế nào. Nếu mà mình vô tâm ở đây không có nghĩa là không có tâm, mà vô tâm ở đây tức là không có tìm cầu bất kỳ cái gì khác ngoài cái thực tại đang là. Thì nó nói là học rào quý vô tâm. Thì vô tâm trên cái gì? Vô tâm trên cái làm, nghĩ, nói. Bây giờ mình cứ
mình làm là tròn vẹn rõ biết cái làm, nghĩ suy nghĩ thì tròn vẹn rõ biết suy nghĩ, nói năng thì tròn vẹn rõ biết đang nói năng. Thì đó là cái hoạt động mà của người mình, đó là hành động, nói năng, suy nghĩ. Thì bây giờ mình khi mình hành động, nói năng, suy nghĩ đó thì mình đừng có nghĩ chuyện gì khác. Vô tâm ở đây tức là không có khởi một cái vòng tâm nào khác, mà là tròn vẹn rõ biết hay là cảm nhận cái đang làm. Là quý vị. Thì lúc đó khi mà mình tròn vẹn rõ biết cái đang là, ví dụ như mình đi mà tròn vẹn rõ biết đi, khi thở mình tròn vẹn rõ biết thở, khi ăn mình tròn vẹn rõ biết ăn á, thì lúc đó là đang làm nghĩ nói không lầm. Thì lúc mà mình tròn vẹn rõ biết cái đang là đó, đó thì cái đang là đó mới không lầm được. Còn không á, thì mình làm là với một mục đích khác, chứ không phải là chính cái việc làm đó là thực tại, là sự thật, mà mình lại cố làm để đạt được một cái gì khác. Cũng giống như ăn Ulimala mà cố giết người để đạt được cái lý tưởng gì đó. Nhưng cho nên Đức Phật ngài nói là dừng lại. Dừng lại ngay nơi cái làm nghị nói đó, để mà rõ, để tròn vẹn rõ biết cái làm nghị nói đó, thì lúc đó mới là không lầm, không sai được. Mà tròn vẹn như vậy á, thì phải là sáng trong và lặng lẽ, tức là sáng suốt định tịnh trong lành đó. Đó, làm nghĩ nói không lầm, nhưng mà lúc đó phải sáng suốt định tịnh trong lành. Ngày hôm qua mình có nói là sáng suốt tức là quy y Phật, định tịnh là quy y pháp, trong lành là quy y tăng. Tức là trở về với chính cái tâm mà sáng suốt định tịnh trong lành vốn là bản chất của cái tâm của mỗi người. Cho nên mình phải trở về lại với cái bản chất thanh tịnh trong sáng đó, sáng suốt định tịnh trong lành đó. Cho nên là làm nghị nói không lầm, thì muốn mà để làm nghị nói không lầm á, thì phải là sáng suốt định tịnh trong lành, sáng trong và lặng lẽ. Và dạng gì mới uyên thâm? Uyên thâm là gì? Uyên tâm tức là mình thấu rõ được cái thực tại đang là uyên thâm. Còn mình thì hời hợt là sao? Bây giờ mình đang đi nhưng tâm chạy đi đâu, mình đang làm cái gì thì tâm ở đâu, thì nó tức là mình làm cái việc đó một cách hời hợt. Còn dạng gì tức là mình chỉ có việc làm đó thôi. Như Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ thấy thôi, trong nghe chỉ nghe thôi, trong xúc chỉ xúc thôi, trong biết chỉ biết thôi. Đó là dạng gì nhất. Cho nên trong cái thiền á, nó có ba cái yếu tố. Phải cần ba yếu tố này á, thì mới thực hiện chánh niệm, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách đúng đắn. Yếu tố thứ nhất là dạng gì. Dạng gì tức là thực tại đang thế nào thì nó là như vậy. Hay nói một cách khác là thân thọ tâm pháp đang thế nào thì mình thấy nó là như vậy. Đó là dạng gì. Chẳng có thêm bớt. Mình thì cứ muốn thêm hoặc là bớt đi. Mình thì mình cứ muốn, giả sử mình đang ngồi đây thì mình cứ muốn mình phải bớt đi cái gì đó. Bớt cái điều gì đó mà nặng nhọc đau khổ gì đó là mình muốn bớt đi. Rồi là mình lại muốn thêm vào cái an lạc, cái hạnh phúc gì đó. Tức là luôn luôn mình cứ thêm bớt thôi. Vì vậy mà nó không có giản dị. Giản dị tức là thấy sao thì thấy vậy thôi. Thí dụ một buổi sáng mình ra mình thấy có cái hoa nở, thì mình chỉ thấy là nó đang nở thôi. Thì là giản dị nhất. Còn bây giờ mình nhìn cái hoa cái nó, trời ơi, phải chứ nó nở hơn một chút nữa thì nó đẹp biết mấy. Thế là mất giản dị rồi. À, hoặc là nếu mà nó đang nở nhiều lớn, mình nói là chứ phải khi mà đang còn búp búp thì nó đẹp biết mấy. Thế là không có dạng gì. Bây giờ mình ra mình thấy bông búp thì mình thấy là bông đang búp, nó đang nở hé nở thì thấy đang hé nở, nó đang nở rộ thì thấy đang nở rộ. Tại vì pháp nó đang là như vậy mà. Chỉ có mình đó là mới muốn nó phải thế này, phải thế kia theo ý mình, cho nên mình mới chịu ảnh hưởng cái mà ý muốn đó của mình. Do nên đó, đầu tiên là
mình phải dạng gì như mình đang là đâu. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi sân thì thấy tâm đang sân, đó là dạng gì. Nhưng mà khi sân cái mình nói ủa sân này tầm bậy quá, mình làm sao mình dẹp nó đi, tức là tức là lúc đó, đó bạn ngạ đang muốn như thế nào đó. À, rồi thì muốn là bây giờ mình phải tu hành sao mà để cho có tâm từ, thì lúc đó đó sân mình cũng không thấy. À, sân lúc đó mình không thấy mà tâm từ cũng vẫn chưa có, chỉ là ao ước thôi. À, trong khi trí tuệ là gì? Trí tuệ là thấy sân đang là như thế nào. Đó, đơn giản là vậy thôi. Cho nên nếu mà mình cứ muốn dẹp bỏ hoặc là thêm vào thì mất đi cái dạng gì của pháp như nó đang là. Đó. Mà mình chỉ tròn vẹn thôi. Cho nên yếu tố đầu tiên là yếu tố dạng gì. Yếu tố thứ hai là tự nhiên. Tự nhiên là sao? Tức là cái pháp đó nó có đến mình mới thấy. Chẳng phải là mình nói rằng là bây giờ tôi đi ra ngoài vườn là tôi chỉ thấy hoa nào mà nợ tôi mới thấy thôi. Tức là mình đặt ra trước là cái đối tượng rồi. Còn bây giờ mình đi ra mình thấy là hoa búp thì mình thấy hoa búp, mà hoa nợ thì mình thấy hoa nợ. Đó. Không có hoa thì mình thấy không có hoa, có hoa thì mình thấy có hoa. Tức là cái pháp nó đến thế nào thì mình thấy nó như vậy. Chứ không phải là mình đặt trước cái pháp để mà thấy. Trong thiền tông người ta nói rằng là đặt cái pháp trước để mà thấy thì cũng giống như là đặt cây cày trước con trâu. Đặt cây cày trước con trâu là sao? Cái con trâu là nó kéo cái cày, mà bây giờ mình đặt cái cày trước con trâu rồi thôi chứ là sao kéo được. Mình cũng vậy. Mình cứ là ngày nào mình cũng đặt sẵn cái đối tượng rồi. Mình phải thế này, phải thế kia. À, mình phải theo dõi đối tượng này, mình phải nắm bắt đối tượng này. Tức là mình đã đặt đối tượng trước. Mà đặt đối tượng trước đó là nó rất là mệt. À, cho nên thầy có một cái ví dụ là thầy thường hay là đi giảng hay đi đâu đó thì anh tài xế, anh lái xe còn mình ngồi một bên. Thì thầy phát hiện ra hai trường hợp. Một trường hợp là mình muốn tìm cái gì đó. Thí dụ như xem từ trên đường này có cây hoa phượng vàng hay không. Thì dù có cái hoa phượng vàng hay không có cái hoa phượng vàng là mình sẽ rất mệt. Mình đi ngoài, cái này không phải, cái này không phải, cái này không phải, ủa cái này cũng không phải. Cái hoài đó mà có khi không biết, ủa sao lại không có cái hoa phượng vàng gì hết trơn. Đó. Mình cũng rất mệt. Đó. Mà nếu như có cái hoa phượng vàng, ủa đây cái phượng vàng, đây cái phượng vàng, đây cái phượng vàng cũng rất là mệt. Trong khi đó nếu mà mình là đệ tự nhiên á, thì mình đi qua phường vàng mình cũng thấy phường vàng, rồi qua phường đỏ mình thấy phường đỏ, rồi qua cái hoa gì, cái cây gì mình cũng thấy. Mà không mệt gì cả. Mình có thể thấy hết cả cái con đường mà không mệt gì cả. Bởi vì sao? Là bởi vì đối tượng tự nhiên chứ không phải đối tượng mình chọn lựa. Cái sai lầm của các cái pháp hành đó là cứ phải chọn lựa đối tượng để mà nắm bắt. Tức là tự tạo cái mệt cho mình. Cũng giống như bây giờ, mình ngồi mình chờ ngứa để mà xem thử ngứa thế nào. Khi nào ngứa mình mới biết là nó đang ngứa thế nào nhé. Chứ bây giờ mình chờ ngứa để ngứa nó tới để muốn biết ngứa như thế nào là sao. Cho nên mình không có đối, nói là thân thọ tâm pháp. Trên thực tế mình không có đối tượng nào hết. Mình chỉ cái tâm rộng lặng trong sáng, cái tâm là thường tròn vẹn rõ biết thôi. Có đối tượng hay không có đối tượng thì tâm vẫn tròn vẹn rõ biết tự nhiên. Cái tâm thì đương nhiên nó biết rồi, cho nên cái biết là tự nhiên. Thì bây giờ cái biết là tự nhiên thì có ngứa cái này mình thấy ngứa, có đau thì mình thấy đau, có mát thì mình thấy mát, có âm thanh thì mình nghe, có cái gì xuất hiện thì mình thấy. Tức là mọi sự đến đi đều rõ ràng minh bạch hết nếu như là mình cứ để tâm hoàn toàn rộng lặng tự nhiên. À, tâm cứ rộng lặng tự nhiên. Cho nên đó, yếu tố thứ hai là tự nhiên. Và yếu tố thứ ba là không cố gắng dùng tâm. Bởi vì khi mình dùng tâm là mình dùng tâm theo ý mình.
Trong khi đó cái tâm nó từ nó biết mà không cần phải dùng tâm. Cái tâm từ nó biết chứ không cần phải dùng tâm. Khi nào mình ngồi mà tâm mà rộng lặng nhất á, thì bất kỳ cái gì xuất hiện mình đều biết hết. Cái gì, cái hình tướng xuất hiện thì mình thấy, âm thanh xuất hiện thì mình nghe, cái mùi bay qua là mình ngửi thấy liền một cách hoàn toàn tự nhiên. Nhưng mà cái tâm của mình á, khi mà mình dùng tâm á, thì mình bắt đầu mình chỉ chú tâm vào một cái, chú ý vào một cái gì đó, tập trung vào một cái gì đó, thì mình sẽ không còn biết những cái khác. Đó. Nếu mà mình cứ chú ý vào một cái gì đó mà mình thấy trong đời sống của mình đó, là mình rất dễ bị chú ý vào một cái mà mình thích hay mình ghét. Cái nào mình ghét là mình cứ bị cuốn ở trong đó, cái nào mà mình thích là mình bị cuốn ở trong đó. Cho nên cái tâm nó mất đi cái tính sáng tự nhiên. Đó, vì vậy cho nên ba cái yếu tố mà dạng gì tự nhiên và không dùng tâm, hay là tâm không, hay là vô tâm. À, đó là ba yếu tố cực kỳ quan trọng. À, cho nên á, trở lại là mình, khi hiểu điều này á, thì mình sẽ thấy là tại sao lại nói là học đạo quý vô tâm, làm nghị nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, dạng gì mới uyên thông.